Mình đéo biết nhiều về cái đấy. Hả? Mình không biết nhiều về gửi hàng qua bên ngoài. Xong lại các lại thuế thiết thằng nhỉ. Từ có máy bay được mà. Có vài đồ nào phải đắt một tí thì nó là đã gửi sang nước ngoài. Chắc chắn rồi, còn lại mà lính nhiều. Và tiền cước nó phải giả cho mình. Nếu mà có tiền nó thoải mái mà. 100 triệu chẳng hạn. Mẹ. Đặt vào tầm cho anh 9 bức. À, cho anh khoảng tầm rơi vào 20.000 đô. Ờ, 20.000 đô. Tiền cước anh giả, mang ra bưu điện gửi cho anh. Được luôn. Chào anh Tiến lại ngon. Nhờ. Nhiều việc làm. Đi mua cái nào đẹp nhất, bán nó. Đỡ phải làm phải không? Được. Mẹ, hai anh em mình đi buôn bán luôn. Nó nhập hàng về sang nước ngoài, mẹ nó lại được bên nước đấy lại thích. Nó lại gọi mình gửi cho anh 9 bức giá bao nhiêu tiền em. Xong mấy chốc sang đấy ở luôn rồi nó. Giàu đúng không? Tiền đúng không?